Bên đây là bạn tên là Phong, nhà là bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông. Dáng đi hơi cong cong, lúc rồi long bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không hết. Con không thích cong chú ơi. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Mời bạn trai. Dạ anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, dạ anh Linh cho em một phút em giới thiệu. Cho bạn 2 phút luôn. Em họ Võ, tên Phong, tên trọn gọi là Võ Nguyên Phong. Phong tuổi con rồng, nhà Phong ở gần đồng bằng sông Cửu Long. Ba má là người nông, sở thích là đá bóng, ước mơ là phi công, từng thi vào học viện hàng không. Lời giới thiệu đã xong, xin cho một tràng pháo tay cổ động. Có chuẩn bị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em cũng có một phút giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào chú MC bên đó, chú Quyền Linh ạ. À. Bão tố đã nổi lên. Chào con. Con có gì nói tiếp đi con. Con tên là Phan Thị Thanh Thuận, năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của con là con đang cho vay nhẹ lãi. Làm gì? Con cho vay nhẹ lãi chú ơi, chú có cần vay không? Dạ. Lãi ít á, trời ơi, tưởng nó vay nặng lãi giật mình. Dạ, con đang làm việc tại ngân hàng, ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Bên đây là bạn tên là Phong, nhà đồng bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông. Dáng đi hơi cong cong, lúc rồi long bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không hết. Con không thích cong chú ơi. Dán đi cong cong. À, giống như dán cong á, đứng dán như nè. Cong này ha. Anh là nhiêu tuổi rồi? Em 28. Anh tưởng đâu em còn trẻ. Thật sự là anh nghĩ khoảng 21, 22 thôi. Bên kia nghe trẻ. Cảm ơn anh Linh. Trẻ mà còn trẻ. Em không thích trai đẹp, chồng xấu dễ xài. Được rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch. Em thì tính tình em hiền. Hiền. Hiền, vui vẻ. Em muốn tìm bạn gái của em cũng hiền, cao từ 1m6 trở lên, cá tính, năng động. Rồi không thích gì cho người ta nói luôn? Không thích là con gái dữ dằn quá, rồi ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt. Gì vậy, gì vậy? Sao? Nói anh gì lè lẹt từ lưa vậy? Không thích ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt, lưỡi lè dài. Ra mắt mới gì con gái người ta làm đẹp mà không thích là sao? Dạ, nhộm tóc em cũng vẫn đồng ý, nhưng mà nhộm những cái màu mà nó phù hợp, nó tối tối như màu nâu và hạt dẻ chẳng hạn. Thôi trời ơi, giận có mà giận, mất lai đi về, màu đi về. Vàng khè như màu xanh lè. Có nhộm bên đây giận đi về, không có dở màn gì hết á. Trời ơi, bên đây hung dữ lắm, cao 1m1, ngồi trên ghế sofa chân không đạp đất luôn. À, nói gì đi, người ta đang nói với em đó. Tại vì mất tiêu rồi. Đi về kìa, nói gì nói đi. Em chơi lè lẹt vậy đó. Dạ, để em thuyết phục một bài thơ vui do tự em sáng tác. Rồi. Dạ. Thuyết phục nha, để người ta đi về đó. Dạ. Ta đi về rồi, thơ tặng tôi nè. Dạ. Ta đi xuống tặng rồi. Tặng Trường luôn. Rồi, tặng đi. Trai độc thân chưa một lần có vợ, tìm bạn đời để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhãn thì tiến tới hổng chờ, xin thành thật đừng làm tôi đau khổ. Bởi tối qua nghe mẹ già than thở, từng tuổi này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi gối mỏi bạc đầu, không cháu nội thì tuổi già quạnh quẻ. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Anh giỡn thôi mà em đừng ái ngại, anh đây ga lăng tử tế đàng hoàng. Thuở xa xưa cũng có lúc đi quan, giờ tu tỉnh ăn chay và tìm vợ. Mô Phật. Hay. Được. Được bắt tay cái được. Kêu trở lại, kêu trở lại. Được. Em ơi khoan đi, lên. Về lên đi. Về lên. Còn cái trò gì nữa không? Kêu gì nữa không? Làm em, luôn. Em hát được. Rồi chơi luôn. Dân miền Tây hát cải lương. Ok anh luôn. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Vô
ghé chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bãi, sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra. Chào chị. Vậy được. Vô. Sao nãy giờ nghe thơ với nghe hát cái nào ấn tượng hơn? Cái nào cũng ấn tượng hết. Mới da số lùi lại nè. Lùi từ nãy giờ về mất tiêu rồi. Nghe cái bài thơ ảnh nãy em có cảm xúc như thế nào? Hay. Bảo. Đúng. Em giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Đợi bạn phiên kia, nếu mà bạn phiên kia đồng ý thì sẽ vô danh sách là thất tình của em, mối tình thứ 7. Có chịu vô danh sách là thất tình của cổ không? Dạ chịu. Em là có 3 mối tình chính thức và 3 mối tình mờ ám. Mờ ám là sao? Cái chính thức bỏ qua, chị khai thác cái mờ ám. Xưa gì tôi mới nghe vụ mối tình mờ ám. Con kể dạ. Chú nghe mối tình mờ ám là sao con? Chú bình tĩnh. Dạ, mối tình mờ ám là em quen nhưng mà em không có công khai. Mình cũng chưa biết là như thế nào nữa. 3 cái mờ ám là coi như trong bóng tối. Dạ. Đúng không? Trong lúc quen mối tình kia thì có một tình là mờ ám hả con hả? Dạ không, khoảng cách nó cách biệt chứ nó không có... Không có chung đúng không? Có gì mỗi lúc là dù chính hay dù mờ gì cũng có một người thôi. Dạ, phải đúng. Không? Như vậy không phải là gọi là mờ ám. Chú tưởng đâu là con đang quen người này công khai cái con mối tình nào mờ ám phía sau. Cái đó nó khác, thấy không? Mình đừng nói vậy người ta nghi ngờ mình không tốt. Còn... Dạ. Chú hỏi con bên đây. À vậy là bên đó cũng kêu bằng chú hả? Đúng rồi, hai đứa kêu bằng con hết đi. Con có bao nhiêu mối tình rồi? Con thì học cấp 1 á, con có một mối tình. Học cấp 2 con có mối tình. Cấp 3 con có một mối tình. Lên cao đẳng con có một mối tình. Mà toàn là đơn phương thôi. Một mối tình mà không có đơn phương có không? Dạ cũng có. Một duy nhất, quen khoảng 3 năm. Con cũng thương người đó lắm. Thương nhiều không? Thương nhiều lắm. Bây giờ còn thương không? Bây giờ còn. Còn sao đi kiếm người khác? Chính thức nó là chia tay rồi. Thì con ở không cũng được 3-4 năm rồi. Ở không vậy đó ha. Có quậy quẹt gì hơn ai không? Cũng có nhiều cám dỗ lắm. Nhưng cũng ráng giữ mình. Mình cám dỗ người ta, ta cám dỗ mình. Người ta cám dỗ mình. Có không đó? Dạ có, có. Còn mình có đi ghẹo ai không? Có cưa ai không? Còn cũng có cưa. Mà không được hả? Theo tình chạy. Chạy đường tình theo. Dạ. Bên đây thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Không đẹp trai. Đầu không có hói. Bụng không có bự. Trong bóp có 5.000, đưa em 4.000 được rồi. Em không lấy nhiều đâu. Em cũng lấy hơn số đó đâu. Chị qua kiểm tra lại coi. Coi rồi, hồi nãy coi rồi. Có hói không? Không. Không hói vậy được. Hói là tôi hói nè cô. Có bụng bự. Không, đủ tiêu chuẩn em hết á. Vậy thôi, cho kéo màn lên bấm nút. Vậy, Linh Minh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Hôm nay mình đi tới đây có ai ủng hộ mình không? Dạ có, chị họ. Rồi, chào em. Dạ, chào chị. Em thấy bạn bển sao? Ấn tượng không? Cũng ấn tượng, cũng tiến tới được đã thuận. Ấn tượng chỗ nào? Dạ, em đó thì nhìn hiền à. Nhưng mà chị thấy em giống như là không hợp với bên đây lắm. Dạ không, em thấy hợp mà. Rồi, cảm ơn được em. Bên kia, bạn có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với hai thằng em trai. Một thằng em ruột và một thằng em chú bác ruột. Hai thằng em trai đâu? Hai dạ, người dạ, em dạ. trai đâu? Ừ, hai người em trai. Dạ em là... Em chú bác ruột với anh Phong. Chú bác gì? Chú bác ruột. À. Em thấy tóc của chị bị cháy nắng. Ngoài điểm đó ra thì cũng thấy là phù hợp với ông anh của em. Bá tóc tai quỷ gì có gì đâu. Dạ giờ mới nhận lại được. Hợp nha. Nói anh không hợp anh la đáng chịu á. Để anh Quang coi cô này sao mà xéo sắc tôi dữ vậy. Quýt hà. Quýt hà. Sao con? Dạ. Sao mà nhuộm tóc vàng khè vậy con? Không, con đi làm, đi ra ngoài đường nhiều bị cháy nắng. À vậy à. Khổ lắm chú. Khổ hả? Có chịu về đồng bằng sông Cửu Long không? Về làm dâu miền Tây cũng được. Cưới liền được không? Ây da, căng ạ. Ủa sao căng? Con dự định là 28 tuổi mới kết hôn. Dạ. Vậy mình chuẩn bị rục rịch là vừa rồi. Rồi để hỏi bên đây chịu không? Đây muốn lấy cưới liền á. 2 năm nữa mới cưới. Ủa, đi Vĩnh Long chịu luôn. Dạ, hợp anh. Em dự định là 30 em cưới vợ. Rồi vậy là hợp rồi ha. Nào, chuẩn bị kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Trước khi trò chuyện thì mình có một món quà, một món bó hoa tặng bạn. Bất ngờ không bạn nữ? Dạ bất ngờ quá. Bạn này nhìn trẻ quá. Bạn đang làm nhân viên ngân hàng. Khâu đòi nợ đó. Bạn đang ở quận mấy? Mình đang ở quận 9. Kêu anh em đi, người ta lớn hơn mình 2 tuổi lắm mà. Thượng đích đúng không? Quá mà. Nhà bạn có mấy anh chị em? Anh em cái coi.
không thôi tôi ve số ve à. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có một chị với một em trai. Là ba người cũng giống mình. Mình ba anh em trai không à? Anh giống anh. Giống anh, giống anh. Anh còn mẹ già và hai người em thơ dại. Trước khi đi á, mẹ anh dặn là con lên tìm người đó phải nói chung là hiền, hai đứa thương nhau là được. Mẹ anh dễ lắm, chỉ có nhiêu thôi. Mình cưới á, thì mình có thể về sống với mẹ một thời gian. Rồi thằng em Út anh á, nó học ra trường, nó có vợ xong á, thì mình sẽ ra riêng. Mình nhường cái bổn phận này là cho em Út. Như thế là riêng mình sống. Ê, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Lo ba mẹ cho em hả mày? Đúng rồi, xuống Út khôn nhờ Út chịu rồi mình đi đúng rồi. Dạ, chị Tường nói đúng. Con cái thì sao? Anh thích có từ 1 tới 2 con thôi. Con nào thì cũng là con mình, con nào mình cũng nuôi dạy hết. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của anh á, tâm cảm của anh á, thì anh vẫn thích con trai hơn. Anh nói thật, anh nói thẳng thắn lắm. Con trai miền Tây thật thà chất phát, có sao nó vậy người ơi. Rủ giờ thí dụ nó đẻ hai đứa con gái không rồi, em tính thì sao? Hai đứa con gái thì ngừng, không đẻ nữa. Chắc không? Chắc. Cảm nhận gì bạn ấy thế nào? Nhìn thẳng vô mắt nhau nhìn anh chỉ vậy? Ý nhìn chú gì con? Em cảm nhận gì anh sao? Anh rất là hiền, hài hước. Khoái không, khoái không? Thích thật. Thích thật. Hồi nãy tôi nghe cô nói rõ ràng ràng cô không thích người trẻ đúng không? Không, em nói là không thích đẹp trai. Chị là anh không đẹp trai anh xấu à? Không, em đâu nói anh xấu đâu. Vậy là anh... Anh đẹp thôi. Anh đẹp, anh em thích không? Ý là nói anh đẹp thôi, anh không có trai đó. Thôi nói tình cảm đi, bây giờ sao? Tình cảm nó nói câu gì ngọt ngào, yêu đương, lãng mạn ơi. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng anh đầy chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen với chút chuyện cho. Nhà cô bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Đi chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nè nha em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Rồi. Bây giờ mình bấm nút hay không bấm nút quyết định đi. Trước khi bấm nút lên câu dòng khổ kia cho bấm ém ớ gì đó. Rồi dạ em lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. 2, 3. Hỡi cô em gái nhỏ ngây thơ dưới tà áo trắng phất phơ bay trong gió. Vì sao em đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ nhìn sát phượng rơi nhộm đỏ sân trường. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Đó nó phải hấp dẫn vậy đó. Hay quá. Được rồi nha. Hai người thấy cũng dễ thương. Dễ thương lắm á, đừng ăn hiếp nha. Tôi thấy xác suất là đang ăn hiếp này hơi nhiều rồi đó. Nắm tay nhau nè. Thấy sao em? Dạ, bàn tay bạn rất là ấm. Ấm rất là mềm mại. Thấy nó phiêu phiêu. Những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật tuyệt vời ha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn chị. Rồi, dắt bạn gái đi xem phim đi cưng. Dạ, cảm ơn anh.